Chào mừng các bạn đã đến với video tóm tắt cực mạnh, và hôm nay chúng ta sẽ tóm tắt toàn bộ câu chuyện của One Piece chỉ trong vòng 5 phút. Bắt đầu nào. Thế giới One Piece chủ yếu được bao trùm bởi biển. Nó được chia cắt bởi một dải lục địa khổng lồ có tên là Red Line và một vùng biển dài có tên là Grand Line. Red Line và Grand Line cắt với nhau để tạo ra bốn vùng biển có tên là biển Bắc, biển Tây, biển Nam và biển Đông. Grand Line hay còn được gọi là đại hải trình là một vùng biển vô cùng khắc nghiệt, và người duy nhất từng biết đã chinh phục được nó chính là Goldie Roger. Từ đó Goldie Roger được thế giới mệnh danh là vua hải tặc. Trước giây phút bị tử hình, Goldie Roger tuyên bố rằng ông đã để toàn bộ kho báu của mình tại hòn đảo cuối cùng của Grand Line, và ngay lập tức một thời đại hải tặc nhanh chóng bùng nổ với việc người người nhà nhà đổ nhau đi làm hải tặc truy tìm kho báu của vua hải tặc Roger. Kho báu của Roger có tên là One Piece, và người ta tin rằng bất kỳ ai chinh phục được Grand Line về tí do One Piece sẽ trở thành vua hải tặc tiếp theo. Thời gian sau đó, nửa cuối của Grand Line được thống trị bởi bốn vị vua người ta gọi là tứ hoàng, đó là Dâu Trắng, Big Mom, Kaido và Xanh Tóc Đỏ. Quá lo ngại với mối nguy hiểm từ tứ hoàng, chính phủ thành lập ra một băng nhóm với 7 tên hải tặc nổi tiếng khắp thế giới về phía chính phủ để làm cán cân đối trọng với tứ hoàng. Băng nhóm gồm 7 tên hải tặc này được gọi là Shichibukai, hay còn gọi là Vương Hạ Thất Vũ Hải. 12 năm sau cái chết của Roger, Sanji lúc này chưa biết đã là tứ hoàng hay chưa, đã cập bến tại một hòn đảo nhỏ tại biển Đông. Nơi đây ông đã gặp Monkey D. Luffy, một tên nhóc 7 tuổi mong muốn được đi theo Sanji làm hải tặc nhưng bị từ chối. Luffy sau đó đã ăn nhầm trái ốc quỷ Gomu Gomu của Sanji và biến thành một người cao su, nhưng một lại cậu ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết bơi nữa. Trong một lần Luffy bị sơn tặc bắt ra ngoài biển, Sanji đã hy sinh cánh tay để cứu mạng Luffy. Luffy cảm động trước sự hy sinh của Sanji và quyết tâm sẽ trở thành vua hải tặc. Sanji tặng cho Luffy chiếc mũ rơm của mình và hẹn khi nào trở thành một hải tặc vĩ đại hãy tới gặp ông và trả lại ông chiếc mũ này. Sau 10 năm luyện tập và đã trưởng thành, Luffy dong buồm ra khơi làm hải tặc. Tại biển Đông, Luffy đã kết nạp được 4 thuyền viên, đó là Ruron Zoro, Nami, Usopp và Sanji, được tặng một con tàu có tên Merigo tuyệt đẹp và tiến thẳng vào Grand Line. Tiền truy nã của Luffy lúc này là 30 triệu berry. Bước vào Grand Line, Luffy gặp một chú cá voi Laboon đang chờ đợi người bạn đã mấy chục năm chưa về. Luffy hứa sẽ tìm lại người bạn này cho chú cá voi. Cả băng tiếp tục tới hòn đảo tiếp theo và vô tình gặp Vivi, một nàng công chúa đang trà trộn vào hang ổ của địch để lấy thông tin kẻ thù của đất nước. Cả băng cứu Vivi và quyết định giúp đỡ Vivi cứu đất nước. Kẻ địch của họ là một thất vũ hải có tên Crocodile với mức truy nã 81 triệu berry. Băng sau đó kết nạp Chopper, một chú tuần lộc có ước mơ trở thành bác sĩ có thể chữa bách bệnh làm bác sĩ trên tàu. Cuối cùng, băng mũ rơm đánh bại Crocodile và tổ chức của hắn và cứu đất nước của Vivi, tiền truy nã của Luffy tăng lên 100 triệu berry. Sau trận chiến, cả băng kết nạp một thành viên khác, đó là Nico Robin, từng là kẻ thù của họ trong trận chiến với Crocodile, nhưng thực ra cô là một người tốt. Tiếp đó, băng mũ rơm bay thẳng lên trời thám hiểm đảo trên trời. Ở đây họ gặp một vương quốc đang bị cai trị bởi tên thần Eneru. Luffy đánh bại Eneru, trộm một số vàng và cổ vật ở đây đem xuống biển xanh bán lấy tiền. Xuống dưới biển xanh, nhận ra tàu Mary đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Cả băng quyết định tới đảo Water 7 tìm thợ đóng tàu làm thuyền viên mới của băng. Tại đây họ phát hiện ra tàu Mary không thể sửa chữa được nữa. Usopp cãi nhau với Luffy và quyết định rời băng. Robin chấp nhận để một nhóm tình báo của chính phủ thế giới là CP9 bắt đi, đổi lại họ sẽ tha mạng cho băng mũ rơm. Không chấp nhận số phận, băng mũ rơm đuổi theo nhóm CP9 tới hòn đảo Phán Quyết. Cùng với Franky, một thợ đóng tàu nửa người nửa máy, và Sogeking, Usopp cải trang, họ đã đánh bại tổ chức CP9, cứu Robin và thoát khỏi hòn đảo an toàn trước sự truy lùng của hải quân. Thật đáng tiếc, tàu Mary đã đạt đến giới hạn của mình. Cả băng chia tay con tàu giữa biển trong nước mắt. Sau khi quay về, băng được Franky và thợ đóng tàu của Water 7 đóng một con tàu mới mang tên Thousand Sunny. Luffy kết nạp Franky làm thợ đóng tàu của băng, chấp nhận lời xin lỗi của Usopp và cho phép cậu ta quay lại băng. Tiền truy nã của Luffy tăng lên 300 triệu berry. Băng mũ rơm sau đó rơi vào một vùng biển đầy sương mù. Nơi đây họ gặp Brook, một bộ xương di động vô cùng vui tính. Thì ra ông chính là người bạn cũ của chú cá voi Laboon ở đầu Grand Line. Ông muốn quay lại nhưng đã bị thất vũ hải Moria cướp đi cái bóng của mình và sẽ bốc cháy khi gặp ánh nắng. Ông mũ rơm đánh bại Moria, đòi lại bóng cho mọi người, kết nạp Brook làm nhạc công của tàu và tiếp tục cuộc hành trình. Băng mũ rơm cuối cùng cũng đã đi được nửa chặng đường của vùng biển Grand Line. Cả băng đi tới quần đảo Sabaody để trắng tàu, chuẩn bị lặn xuống biển để tới đảo người cá, vượt qua Red Line để tiến tới nửa cuối của Grand Line, đó chính là New World, tân thế giới. Tuy nhiên sau một số biến cố, cả băng đã bị thất vũ hải Kuma thổi bay đi mỗi người một phương. Luffy bị bay tới hòn đảo Amazon Lily, nơi mà toàn phụ nữ và đứng đầu là nữ hoàng hải tặc thất vũ hải Boa Hancock. Tại đây Luffy biết được tin rằng anh trai kết nghĩa của mình Ace, thuộc hạ của Dâu Trắng, đang sắp bị xử tử. Luffy quyết định nhờ Hancock giúp cậu trà trộn vào tàu hải quân và tiến tới nhà ngục Impel Down để giải cứu Ace. Tại đây Luffy đã tạo ra một cuộc vườn ngục khổng lồ. Tuy nhiên đáng tiếc là khi xuống tới nơi thì Ace đã bị giải tới trụ sở hải quân Marineford để xử tử. Luffy quyết định mang theo một đội vườn ngục khổng lồ tới Marineford để cứu Ace. Tại Marineford, cuộc chiến giữa tứ hoàng Râu Trắng tới cứu A và hải quân đã nổ ra. Cuối cùng, Râu Trắng với A đã bỏ mạng tại đây. Luffy bị thương nặng phải quay về đảo của Boa Hancock để trị thương. Nhận ra mình có yếu, Luffy hẹn mọi người hãy tập luyện và 2 năm nữa gặp lại tại quần đảo Sabaody. 2 năm trôi qua, băng mũ rơm gọi lại nhau, tất cả đều mạnh và trưởng thành hơn. Băng mũ rơm dong buồm lặn xuống biển tới đảo người cá, tiền truy nã của Luffy tăng lên 400 triệu berry. Tại đảo người cá, băng mũ rơm bắt gặp một cuộc đảo chính của một nhóm người cá căm ghét loài người. Cả băng đánh bại chúng, cứu lấy hòn đảo và tiếp tục lên đường, bước sang nửa cuối của Grand Line, đó là New World, tân thế giới. Tại New World, băng mũ rơm đi vào một hòn đảo nửa băng nửa lửa. Họ đụng độ một nhà khoa học có tên là Caesar, một thủ hạ của thất vũ hải Doflamingo, ông trùm của thế giới ngầm, hiện tại đang giao dịch mua bán trái ốc quỷ nhân tạo cho tứ hoàng Kaido.
Ngay sau đó cả băng liên minh về Trafalgar, một hải tặc mà họ từng gặp ở quần đảo Sabaody, họ đánh bại và bắt cóc Caesar, làm một nhử bắt Doflamingo phải từ bỏ vị trí thất vũ hải, khiến hải quân phải tới và truy đuổi hắn. Nhờ đó cả băng có thể trà trộn vào hòn đảo của hắn, phá hủy nhà máy sản xuất trái ác quỷ nhân tạo, làm suy yếu đội quân của tứ hoàng Kaido và từ đó tiến lên đánh bại Kaido. Sang tới hòn đảo của Doflamingo có tên là Dressrosa, sau một số tai nạn lùm xùm, cùng nhóm liên minh cũng đánh bại được băng hải tặc Doflamingo. Ngoài ra còn thiết lập một đại hạm đội khổng lồ với 7 thuộc hạ nguyện sống chết cùng Luffy. Sau khi chia tay, băng dơm tiến tới Zo, một hòn đảo trên lưng voi khổng lồ, để tập trung quân lực và chuẩn bị chiến đấu với tứ hoàng Kaido. Tuy nhiên khi lên đến nơi, họ phát hiện ra Sanji đã rời khỏi đảo Zo và lên đường đi cưới con gái của tứ hoàng Big Mom. Nếu từ chối thì tất cả người thân của Sanji sẽ bị giết. Luffy quyết định cùng một số thành viên đuổi theo Sanji và kéo cô ta về. Tại lãnh thổ của Big Mom, Luffy liên minh với BJ cũng là một hải tặc cùng thời với Luffy lên kế hoạch ám sát Big Mom tại lễ cưới của Sanji để cứu gia đình của Sanji. Dù đã cứu được gia đình của Sanji nhưng kế hoạch ám sát thất bại, Big Mom nổi điên vì không được ăn bánh. Tất cả quyết định chia nhau ra chạy khỏi lãnh thổ của Big Mom nhưng không được. Sanji quyết định cùng với vợ làm một chiếc bánh cưới khác để cho Big Mom ăn, còn Luffy thì solo với một chỉ huy mạnh nhất của Big Mom, đó là Katakuri. Kết quả ra sao thì vẫn chờ chuyện ra tiếp. Chuyên mục tóm tắt cực mạnh xin được dừng lại tại đây. Video thực hiện bởi admin Sunping của One Piece Xem Việt Nam. Hãy like và share vì nó miễn phí nhá.